Xin chào các bạn, bạn có bao giờ tự hỏi điều gì xảy ra sau khi những chú lợn rừng được săn bắt tại Mỹ? Làm thế nào mà nông dân có thể vận chuyển hàng triệu con lợn rừng từ các cánh rừng đến các nhà máy chế biến thực phẩm? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá quy trình hấp dẫn này từ những trang trại nuôi lợn rừng rộng lớn đến những bí quyết xử lý hàng ngàn con lợn rừng. Hãy cùng với kênh Khan Khám Phá bước vào một cuộc hành trình đầy thú vị và bất ngờ, nơi mà sự chăm sóc và quản lý đàn lợn rừng trở thành nghệ thuật nhé! Lợn rừng thường có lông máu nâu hoặc đen, bấm lông dọc sống lưng, mõm dài và đôi tai nhọn. Lợn rừng trưởng thành có chiều dài từ 1,4 đến 1,8 mét, nặng khoảng 60 đến 130 kg. Ban đầu, lợn rừng sống chủ yếu trong tự nhiên, gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng và tài sản của nông dân. Để kiểm soát tình hình này, người dân Mỹ cùng với chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích chăn nuôi lợn rừng trong mô hình chuồng trại và giới hạn khu vực chăn thả. Phương pháp nuôi lợn rừng thay đổi tùy theo khu vực và điều kiện của từng hộ gia đình. Tuy nhiên, hầu hết nông dân đều kết hợp giữa việc chăn thả tự do và nuôi tại các vùng đồi núi. Họ thiết lập những khu vực chăn thả rộng rãi và có biện pháp để đảm bảo đàn lợn không gây hại cho dân cư và nông sản. Để xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn rừng một cách hiệu quả, nông dân Mỹ thường sử dụng các vật liệu như là gạch, tre hoặc là bê tông kết hợp với hàng rào bằng lưới thép để đảm bảo không gian thoáng đãng và an toàn cho đàn lợn. Mái tre thường được lắp đặt để bảo vệ lợn khỏi các yếu tố thời tiết khắc nghiệt như là nắng, mưa và gió mạnh. Máng ăn và máng uống được thiết kế cố định giúp việc dọn dẹp dễ dàng và giữ vệ sinh cho chuồng trại. Về chế độ dinh dưỡng, nông dân Mỹ rất chú trọng đến việc cung cấp thức ăn phong phú cho lợn rừng. Thức ăn chủ yếu bao gồm các loại thực phẩm thô như là rau củ, thân cây ngô, cỏ và cùng với thức ăn tinh như là ngô, gạo và sắn. Nếu các bạn cảm thấy video hôm nay thú vị, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Khan Khám Phá nhé! Cảm ơn các bạn! Một số nông dân cũng bổ sung các loại thảo dược để tăng cường sức đề kháng cho lợn, giúp chúng tránh được các bệnh tật. Đặc biệt, thức ăn là phải đảm bảo sạch sẽ, không bị ẩm mốc để tránh gây ra các vấn đề về tiêu hóa cho lợn. Như bạn đã biết, lợn rừng là loài ăn tạp, chúng cần một chế độ dinh dưỡng đa dạng gồm protein, chất béo, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Để đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất, nông dân cung cấp cho chúng các nhóm thức ăn chính, gồm có thức ăn xanh, thức ăn tinh và thức ăn bổ sung được phân chia theo từng giai đoạn phát triển của lợn rừng. Trung bình, một con lợn rừng trưởng thành cần khoảng 2 đến 2,5 kg thức ăn mỗi ngày, trong khi lợn con từ 1 đến 2 tháng tuổi chỉ cần khoảng 0,5 đến 1 kg thức ăn mỗi ngày. Nông dân theo dõi quá trình tiêu thụ thức ăn và tần suất cho ăn để điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp cho từng đàn lợn rừng. Ngoài ra, như đã đề cập, lợn rừng dành phần lớn thời gian để chăn thả tự do ngoài trời. Khoảng 60% lượng thức ăn của chúng đến từ việc tự kiếm ăn trong tự nhiên. Điều này cũng được các chuyên gia cân đối và giám sát kỹ lưỡng để đảm bảo chế độ chăm sóc phù hợp nhất. Các bạn có đồng ý với phương pháp chăn nuôi và kiểm soát lợn rừng với quy mô trang trại này không? Nếu có, thì hãy để lại bình luận số 2 nhé! Cảm ơn các bạn! Việc duy trì và phát triển số lượng đàn lợn rừng trong trang trại phần lớn dựa vào quá trình sinh sản của lợn rừng. Trung bình, một con lợn rừng mang thai khoảng 108 đến 120 ngày, tương đương với 3 tháng rưỡi đến 4 tháng. Hầu hết lợn rừng sinh vào ban đêm hoặc là sáng sớm, mang đến những thế hệ lợn rừng mới cho trang trại.
quá trình sinh sản của lợn rừng diễn ra khá nhanh, thường chỉ kéo dài từ 2 đến 3 giờ. Lợn rừng thường sinh từ 6 đến 12 con mỗi lứa. Lợn rừng con có thể tự đứng và bố mẹ ngay sau khi chào đời. Trong giai đoạn này, nông dân thường theo dõi sát sao và đảm bảo là chuồng trại luôn sạch sẽ, tạo điều kiện tốt nhất cho lợn rừng. Lợn rừng con tiếp tục bú mẹ cho đến khi được 4 đến 6 tuần tuổi, sau đó chúng dần trở nên độc lập hơn. Khi trưởng thành, chúng sống thành bầy lợn rừng con, học hỏi từ những con lợn rừng trưởng thành trong đàn để phát triển các kỹ năng sinh tồn. Lợn rừng đạt độ tuổi sinh sản khi được 6 đến 8 tháng. Điều đặc biệt là con người hầu như không cần can thiệp quá sâu vào quá trình sinh sản của chúng. Khi cần vận chuyển lợn rừng đến các nhà máy chế biến thực phẩm ở Mỹ, chính phủ đã có quy định rõ ràng để đảm bảo quy trình an toàn và hợp pháp. Việc bẫy và vận chuyển giúp nông dân bù đắp tổn thất và kiểm soát các chi phí phát sinh. Quy trình bẫy lợn rừng diễn ra chủ yếu tại khu vực chăn thả, nơi mà các nông dân sử dụng thóc bẫy chuyên dụng để bắt lợn. Sau khi bẫy thành công, lợn rừng được chuyển lên các tơ móc chuyên dụng để vận chuyển đến nhà máy chế biến. Những tơ móc này thường được thiết kế với cửa trượt rộng 91cm và cao 68cm được cố định chắc chắn nhằm ngăn không cho lợn thoát ra ngoài trong quá trình vận chuyển. Khi xếp lợn rừng lên rơ móc, tài xế sẽ lùi xe sát vào cửa trượt để đảm bảo an toàn cho lợn cũng như cho chính mình. Sau khi mở cửa, lợn thường tự đi vào bên trong mà không cần phải ép buộc. Một trong những kỹ thuật được sử dụng để người điều khiển đứng cách bẫy từ 3 đến 6 mét tạo khoảng trống an toàn giúp lợn cảm thấy thoải mái hơn và di chuyển dễ dàng hơn. Điều này không chỉ giúp quá trình bẫy diễn ra suôn sẻ mà còn giảm thiểu căng thẳng cho lợn. Tuy nhiên, việc vận chuyển lợn cần tuân thủ các quy định về vệ sinh và kiểm dịch nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Các phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo là không có mầm bệnh xâm nhập. Quá trình này không chỉ đơn giản là bắt và vận chuyển lợn mà còn đòi hỏi những người nông dân phải có những hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đàn lợn để đảm bảo hiệu quả trong chăn nuôi. Quá trình bẫy và thu hoạch lợn rừng thường được tiến hành vào buổi sáng sớm. Thời điểm này giúp giảm thiểu căng thẳng cho lợn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt và vận chuyển chúng. Sau khi lên tơ móc, lợn rừng thường được bán trong vòng 7 ngày để đảm bảo chất lượng thịt ở mức tốt nhất. Trọng lượng của lợn rừng khi thu hoạch thường dao động từ khoảng 80 đến 150kg tùy thuộc vào từng con và chế độ dinh dưỡng mà chúng nhận được trong quá trình nuôi dưỡng. Giá thịt lợn rừng trên thị trường có thể dao động từ 22 đến 33 đô la Mỹ mỗi kg tùy thuộc vào chất lượng thịt và thị trường tiêu thụ. Việc bán lợn rừng trong khoảng thời gian ngắn sau khi vận chuyển không chỉ giúp giữ được chất lượng thịt mà còn tối ưu hóa lợi nhuận cho người chăn nuôi. Sau khi đến các cơ sở chế biến thực phẩm, bước đầu tiên là lột da để chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo. Công nhân sẽ rạch một đường từ giữa hai chân trước lên vai, sau đó kéo dài đường rạch dọc chân và quanh phần thân. Họ lặp lại quy trình này với bên còn lại. Họ sẽ cẩn thận tách da khỏi cơ thể, bao gồm cả phần đầu. Sau khi hoàn tất quy trình chế biến, thịt lợn rừng sẽ được rửa sạch và bảo quản cẩn thận trước khi phân phối đến siêu thị và người tiêu dùng. Thịt lợn rừng không chỉ ngon miệng mà còn rất giàu giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là protein, vitamin nhóm B, sắt và kẽm. Những chất dinh dưỡng này giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sản sinh hồng cầu và cải thiện sức khỏe tổng thể.
Hơn nữa, thịt lợn rừng có hàm lượng axit béo omega 3 cao, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, làm giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Đặc biệt, các vitamin trong thịt lợn rừng như là vitamin A và vitamin D cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ sự phát triển của xương. Với những lợi ích dinh dưỡng này, thịt lợn rừng trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng, không chỉ vì hương vị độc đáo mà còn vì giá trị dinh dưỡng cao của nó. Thịt lợn rừng rất được ưa chuộng trong ẩm thực và thường được chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng. Một số món phổ biến bao gồm lợn rừng nướng, hầm hoặc là xào với rau củ. Đặc biệt, thịt lợn rừng khi được chế biến thường giữ nguyên giá trị dinh dưỡng bởi các phương pháp nấu như là nướng hay hầm giúp giữ được hương vị tự nhiên của thịt. Việc nấu chín kỹ không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn giúp giữ lại các dưỡng chất quý giá trong thịt. Các món ăn từ thịt lợn rừng không chỉ mang lại hương vị đặc sắc mà còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Hơn nữa, các món ăn này thường đi kèm với rau củ tươi, tạo nên sự hài hòa trong dinh dưỡng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần được mong chờ nhất trong video, đó là phần khán giả hỏi kênh trả lời. Có bạn thắc mắc việc săn bắn và tiêu thụ cá sấu ở Mỹ được kiểm soát như thế nào? Tình Hàn khám phá xin được giải đáp thắc mắc của các bạn như sau. Việc săn bắn và tiêu thụ cá sấu ở Mỹ được quản lý rất chặt chẽ nhằm bảo vệ quần thể động vật hoang dã và duy trì sự cân bằng sinh thái. Ở nhiều bang như là Florida và Louisiana, chính phủ yêu cầu người săn bắn phải có giấy phép hợp lệ và tuân thủ các quy định về mùa săn. Điều này giúp ngăn chặn nạn săn bắt trái phép và bảo vệ cá sấu khỏi việc khai thác quá mức. Cá sấu thường được săn với mục đích thu hoạch thịt và da, cả hai đều có giá trị cao trong thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm từ cá sấu, đặc biệt là da, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thời trang, trong khi thịt cá sấu cũng được coi là một món ăn ngon và bổ dưỡng. Ngoài ra, việc tiêu thụ thịt cá sấu cũng được khuyến khích như một phần trong các chương trình bảo vệ môi trường nhằm kiểm soát số lượng cá sấu và bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên. Chính vì lý do này, cá sấu được xem là một nguồn tài nguyên quý giá cần được quản lý bền vững để đảm bảo sự tồn tại lâu dài của chúng trong tự nhiên. Hãy tưởng tượng các bạn đang sống yên bình trong một khu dân cư, bỗng nhiên những vị khách không mời mà đến từ những khu rừng xuất hiện. Đó là những con khỉ đầu chó đầy lanh lợi. Chúng không chỉ dùng các con đường mòn mà còn có khả năng leo trèo điêu luyện, thậm chí tận dụng dây điện để di chuyển. Năm 2020, một sự kiện gây chấn động ở Georgia đã xảy ra khi từ 500 đến 1.000 con khỉ đầu chó xâm nhập vào các khu dân cư. Vậy, chính quyền Georgia đã làm gì để đối phó với tình huống đáng sợ này? Hãy cùng với kênh Hàn Khám Phá tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Khỉ đầu chó thường nặng từ 9 đến 14kg và di chuyển theo đàn từ 5 đến 20 con. Theo thông tin địa phương, đặc điểm phân biệt của khỉ đầu chó so với khỉ thường là đuôi của chúng ngắn hơn, thường dài từ 10 đến 15cm và không có lông ở phần đuôi. Những đặc điểm và hành vi này giúp chúng dễ dàng leo trèo và di chuyển trong môi trường đô thị. Khỉ đầu chó thường di chuyển vào các khu vực đô thị để tìm kiếm thức ăn, nhưng sự tò mò của chúng đối với những chiếc xe đậu bên lề đường đã dẫn đến nhiều vụ xâm nhập nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông của người dân. Chúng thường ngồi trên nóc xe, che khuất tầm nhìn của tài xế và gây mất kiểm soát, dẫn đến các vụ va chạm với các phương tiện khác. Năm 2022, đã có hơn 100 vụ tai nạn trong thành phố do khỉ đầu chó gây ra, làm bị thương hơn 50 người. Người dân phải chịu chi phí sửa chữa xe lớn do khỉ đầu chó xâm hại gây ra, gây thiệt hại đáng kể.
Nếu bạn thấy video ngày hôm nay thú vị, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hàn Khám Phá nhé. Cảm ơn các bạn. Khi đầu chó không hề sợ hãi, chúng thậm chí đập vỡ kính chắn gió của xe ngay cả khi có người ngồi bên trong xe. Chúng leo trèo khắp nơi trên xe, gây ra nhiều vết chảy xước do móng vuốt sắc nhọn của chúng. Sự cố này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho phương tiện mà còn làm tăng mối lo ngại về an toàn cho người dân khi di chuyển và sinh sống trong khu vực thành phố. Để ngăn chặn những rủi ro về an toàn giao thông do khỉ đầu chó gây ra, theo bạn, các chủ xe nên làm gì để tránh các sự cố tương tự? Khi đầu chó không chỉ xâm nhập vào các khu vực đỗ xe mà còn ảnh hưởng đến người dân Georgia bằng cách lục lọi thùng rác và phá hủy đồ đạc trong gia đình. Ngoài ra, khi đầu chó còn có nguy cơ tiềm ẩn lây lan các bệnh dịch sang người. Rác thải có thể chứa mầm bệnh nguy hiểm như là vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Khi khỉ đầu chó ăn rác và thải ra chất thải, chúng có thể vô tình truyền những mầm bệnh này sang người qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp. Để ngăn chặn sự xâm nhập của khỉ đầu chó và bảo vệ môi trường cùng sức khỏe cộng đồng, các bạn có giải pháp nào để kiểm soát chúng không? Để giải quyết vấn đề khỉ đầu chó xâm hại, các thợ săn ở Georgia đã tổ chức các cuộc đi săn mạo hiểm. Họ chọn những địa điểm trong rừng và dựng lều để săn khỉ đầu chó như một giải pháp săn hiệu quả. Những chiếc lều này có kích thước từ 1,8 đến 2,4 mét, đủ lớn để ngụy trang và thuận tiện cho thợ săn. Vải dù thường được sử dụng để làm lều, giúp che chắn và bảo vệ trong điều kiện thời tiết xấu. Nếu các bạn cảm thấy việc đi săn này là cần thiết, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé! Thợ săn thường sử dụng lều này trong 2 đến 3 ngày trong các chuyến đi săn. Họ cần đảm bảo chuẩn bị đầy đủ thiết bị cần thiết trước mỗi chuyến đi. Trong các chuyến săn, đặc biệt là tại mỗi điểm săn, thợ săn sử dụng một lượng lớn trái cây để dụ khỉ đầu chó đến, làm tăng hiệu quả săn bắn và giúp quản lý quần thể khỉ đầu chó. Lều săn chất lượng cao và các chiến lược mồi dụ hiệu quả giúp các cuộc đi săn thành công hơn. Việc săn bắn để kiểm soát số lượng khỉ đầu chó đã giúp giảm bớt sự xâm nhập của chúng tại Georgia. Hiệu quả của biện pháp này đã giúp ổn định số lượng khỉ đầu chó, ngăn chặn sự gia tăng trong những năm gần đây. Người dân thành phố không còn phải đối mặt thường xuyên với các cuộc xâm nhập từ khỉ đầu chó. Tuy nhiên, những người tham gia vào hoạt động này thường phải từ 18 tuổi trở lên và được cấp phép săn một số lượng giới hạn khỉ đầu chó mỗi ngày, thường là từ 2 đến 3 con. Các khóa học dành cho người dân thường được tổ chức vào mùa xuân và mùa hè khi sự xâm nhập của khỉ đầu chó thường cao. Chương trình giáo dục này nhằm cung cấp hướng dẫn về cách phòng tránh và phản ứng khi gặp khỉ đầu chó. Những người tham gia phải là người lớn, thường từ 18 tuổi trở lên để đảm bảo họ có đủ kiến thức để áp dụng những gì đã được học vào thực tế. Năm 2021, thiệt hại đối với ngành chăn nuôi bò rừng ở Montana do chó sói gây ra ước tính lên tới 12 triệu đô la Mỹ. Khi được thả ra ngoài trời, bò rừng trở thành mục tiêu dễ dàng cho những con sói xâm nhập. Với tốc độ di chuyển tối đa khoảng 64 km/h, sói di chuyển nhanh hơn bò rừng, khiến chúng dễ tiếp cận và tấn công bò rừng hơn. Mỗi năm, một bầy sói có thể săn được từ 10 đến 30 con lợn rừng, tùy thuộc vào kích thước của bầy sói và điều kiện môi trường. Điều này tạo ra thách thức kinh tế nghiêm trọng cho các cộng đồng chăn nuôi ở Bắc Mỹ, đặc biệt là ở các khu vực có mật độ sói cao. Sói là những cái bơi lội thành thạo và cũng là loài xâm hại. Tuy nhiên, điểm yếu của chúng là khi săn mồi dưới nước, chúng mất nhiệt nhanh hơn so với trên đất liền. Bộ lông của chúng không đủ để giữ ấm trong nước lạnh, tạo điều kiện cho bò rừng thoát khỏi các cuộc tấn công của sói xâm nhập.
Nếu bạn là một người chăn nuôi gia súc ở Bắc Mỹ, bạn sẽ sử dụng giải pháp nào để kiểm soát sói xâm hại? Hãy chia sẻ giải pháp của các bạn để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Qua một đêm, sói đã xâm nhập vào một trang trại cừu ở Bắc Mỹ, gây thảm họa cho cả cừu và nông dân với thiệt hại đối với tài sản chính của họ, ước tính lên đến hàng triệu đô la. Khi sói hoang dã tiến vào khu vực nuôi cừu, đàn cừu đã chịu tổn thất nặng nề, một số con bị thương và nhiều con không sống sót. Cuộc tấn công nhanh chóng này đã khiến người dân và chính quyền bất ngờ, không kịp thực hiện các biện pháp phòng vệ kịp thời. Trong quá trình săn bắt sói, việc đảm bảo an toàn cho thợ săn là rất quan trọng. Thời điểm thích hợp nhất để tiến hành các hoạt động săn bắt sói là vào ban ngày. Ở Bắc Mỹ, sói từng xâm nhập vào ban ngày mặc dù chúng chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Một lý do cho việc này là vào ban đêm, điều kiện địa hình thường bị bao phủ bởi lớp tuyết dày từ 0,9 đến 1,2 mét khiến việc di chuyển trở nên khó khăn và nguy hiểm. Di chuyển qua lớp tuyết sâu là công việc rất vất vả và tốn thời gian, đòi hỏi thợ săn phải có sức khỏe tốt và khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Thợ săn cần mặc quần áo ấm để tránh bị cảm lạnh. Trung bình, một thợ săn Bắc Mỹ cần khoảng 30 đến 45 phút để đặt bẫy trong tuyết. Thời gian để một thợ săn chuyên nghiệp có kinh nghiệm đặt bẫy có thể khác nhau. Những thợ săn thu gom sói cần phải mặc đồ bảo hộ như là găng tay dày để tránh bị thương từ móng vuốt hoặc răng nanh, giúp ngăn ngừa nhiễm virus từ chúng. Việc cài bẫy sói trong địa hình tuyết phủ ở Bắc Mỹ là một thách thức vì tuyết sâu làm cho việc đào hố trở nên khó khăn. Thợ săn phải sử dụng các công cụ đặc biệt để đối phó với điều kiện khắc nghiệt này. Việc sử dụng xẻng để đào hố làm cho quá trình này trở nên lâu hơn và đòi hỏi nhiều công sức hơn. Kích thước của hố đào để đặt bẫy sói thường là từ 0,3 đến 0,6 mét. Những loại mồi dùng để nhử sói bao gồm xác động vật nhỏ hoặc mồi nhân tạo có mùi hấp dẫn và hương vị đặc biệt để thu hút chúng. Khiến sói cảm thấy an toàn và thoải mái hơn, giúp việc bắt sói trở nên dễ dàng hơn. Thợ săn Bắc Mỹ thường sử dụng xe chở tuyết có tốc độ cao để thu gom sói xâm hại. Những chiếc xe chở tuyết này có thể đạt tốc độ từ 64-80 km/h, giúp thợ săn hoạt động hiệu quả trong địa hình tuyết. Mỗi ngày, thợ săn vận chuyển từ 5-20 con sói xâm hại đến các khu vực xử lý. Nếu bạn ủng hộ phương pháp này, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Thợ săn phải thường xuyên kiểm tra bẫy, thu gom sói kịp thời và xử lý ngay lập tức. Họ sử dụng nhiều loại công cụ khác nhau để bắt sói xâm hại khi chúng vẫn còn di chuyển. Tuân thủ các chính sách pháp luật là điều quan trọng đối với thợ săn Bắc Mỹ khi xử lý sói xâm hại, yêu cầu người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên. Hy vọng là qua video ngày hôm nay, kênh Hàn Khám Phá đã giúp các bạn hiểu hơn về các giải pháp Mỹ đã áp dụng để kiểm soát khỉ đầu chó và sói xâm hại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.
Nếu yêu thích video, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chào mừng các bạn đến với phần giới thiệu đầy sáng tạo của đội ngũ kênh Han Khám Phá chúng tôi. Mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu người biên kịch tài năng, một cô gái tận tâm với niềm đam mê mãnh liệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ là một nhà biên kịch xuất sắc với khả năng viết nên những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa, cô còn liên tục cập nhật và nghiên cứu các công nghệ về nông nghiệp mới, bền vững từ khắp nơi trên thế giới. Đối với cô, viết kịch bản không chỉ là công việc mà còn là một niềm đam mê. Điều này đã tạo nên sự đặc biệt cho mỗi video mà chúng tôi mang đến. Tiếp theo, chúng tôi muốn giới thiệu người sở hữu trái tim và linh hồn của kênh Han Khám Phá, người chủ kênh và cũng là chuyên gia chỉnh sửa video. Anh ấy luôn cống hiến và vượt qua mọi giới hạn để tạo ra những video chất lượng nhất cho khán giả. Với ngọn lửa đam mê luôn cháy bỏng, anh không ngừng thúc đẩy đội ngũ, mang lại những trải nghiệm độc đáo và chất lượng cho người xem. Chúng tôi hy vọng rằng trong hành trình sắp tới, các bạn sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ kênh Han Khám Phá. Xin chân thành cảm ơn. Chào mừng các bạn đến với kênh Han Khám Phá. Bạn có biết rằng lợn rừng hoang dã có thể tìm kiếm thức ăn ở mọi loại môi trường sống khác?